Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sau khi đối tượng bị bắt vì hành vi sát hại hai vợ chồng chủ nợ nhưng bất thành, cơ quan công an tiếp tục phát hiện thêm nhiều xương cốt bị đốt cháy nằm rải rác trong vườn nhà người đàn bà này. Tội ác man dợ của Thị đã dần được tái hiện qua tiết lộ bất ngờ của một người thợ điện từng thông thuộc hết đường dây mối nhợ trong nhà ông bí thư xã. Kể từ khi bị bắt và khởi tố về tội danh giết người, vì cầm dao truy sát hai vợ chồng chủ nợ là ông Nguyễn Chí Hùng sinh năm 1961 và bà Phan Ngọc Nga sinh năm 1960, ngụ thôn Việt Cường, xã Củ Bị, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu, Lê Thị Hường vẫn còn là một ẩn số. Bởi lẽ Thị không hé răng nói nửa lời về động cơ và thủ đoạn gây án, cũng như những ngờ vực trước đó mà Thị có liên quan, đặc biệt là về sự mất tích bí ẩn của nữ thủ quỹ kiêm chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Kim Long, bà Dương Thị Thủy Bình Hà, sinh năm 1962. Chính vì vậy, việc làm rõ hành vi của Thị gặp rất nhiều trở ngại. Khó khăn lắm, cơ quan điều tra mới có thể thu thập và sâu chuỗi được hàng loạt các chứng cứ. Lúc này, Hương mới chịu cúi đầu khai nhận tội ác man dợ của mình. Về sự mất tích của bà Hà, Hương khai nhận, do trước đó nợ bà Hà số tiền lớn nên Thị tìm cách thủ tiêu nữ thủ quỹ nhằm sủ nợ. Trưa 14 tháng 5 năm 2012, Hương một mình mang khẩu trang, chạy xe máy đến nhà gặp bà Hà, gọi lên nhà mình để giải quyết chuyện nợ nần. Tưởng thật bà Hà lên xe đi theo Thị mà không một chút nghi ngờ. Khi về đến nhà, thấy vắng vẻ nên Hương nói với bà Hà là máy bơm nước ở ngoài giếng bị hư, không bơm được và ngỏ ý muốn nhờ bà Hà kiểm tra giùm. Lòng tốt của nữ thủ quỹ đã bị Hương lợi dụng triệt để. Khi bà Hà đang lúi húi kiểm tra chiếc máy bơm, thì từ phía sau, Hương cầm sợi dây điện chích thẳng vào khiến nạn nhân gục ngã. Khi biết bà Hà đã chết, Hương kéo nạn nhân ra hố rác phía sau nhà, cách đó khoảng 30 mét, chất củi lên và bắt đầu đốt. Hương khai nhận thêm, khi lửa đang cháy phừng phực thì chồng Thị là ông Võ Thanh Mỹ về nhà. Sợ lộ, Hương nhanh tay dập lửa rồi chất thêm củi và lá cây lên che phủ xác nạn nhân đang cháy nham nhở. Đợi khi ông Mỹ đi làm, Hương tiếp tục ra đốt lửa để phi tang xác nạn nhân. Việc đốt lửa kéo dài liên tục suốt 2 ngày, song vẫn không bị ai phát hiện bởi hố rác nhà Hương nằm phía sau nhà và cách xa các nhà hàng xóm. Ác độc hơn, Thị còn mang tro cốt của nạn nhân chôn ở một số địa điểm khác trong vườn cà phê. Chính vì vậy, trong buổi sáng ngày 14 tháng 3, khi tiến hành khai quật và bới tìm xương cốt trong vườn nhà Hường, những mẩu xương cháy xém đã được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau. Một tình tiết khiến mọi người không khỏi rùng mình là trong khoảng thời gian sau khi giết và đốt xác nạn nhân, Hường vẫn ung dung sống và sinh hoạt bình thường trong căn nhà của Thị như không hề có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, khi cơ quan công an triệu tập Hương lên để làm rõ nghi vấn về chiếc điện thoại của bà Hà được Thị mang bán cho tiệm điện thoại trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, Thị nói tỉnh bơ rằng nhặt được trong túi ni lông của ai đó treo trước hàng rào. Có mặt tham gia cùng cơ quan điều tra trong quá trình khai quật hố rác nhà Lê Thị Hường, sáng 14 tháng 3, ông Trần Văn An, em rể của bà Hà cho biết, sau khi nhận được thông tin từ cơ quan chức năng, ông đã có mặt tại công an huyện Châu Đức, sau đó đến hiện trường và cùng tiến hành đào bới khu vực hố rác sau nhà Hường. Khi gạt bỏ những khúc cây cháy xém và lớp mùn phía dưới, nhiều mảnh xương đã được tìm thấy, trong đó có nhiều khúc xương giống đặc điểm xương cổ, xương chậu, xương ngón tay và răng người. Những khúc xương này chỉ nằm lẫn lộn trong lớp mùn khoảng 30cm của hố rác, hầu hết đều đã bị cháy xém, vỡ vụn. Theo ông An, những mẩu xương nhỏ được tìm thấy ở khu vực quanh các gốc cây cà phê gần bên hố rác rất có thể do trong quá trình lửa cháy lớn làm nổ và bay ra ngoài miệng hố. Vốn là thợ sửa điện, ông An cũng chính là người đã lắp ráp hệ thống mạng lưới điện cho nhà ông bí thư xã, cũng là nhà của Lê Thị Hường. Chính vì vậy, mọi đường dây mối nhợ của hệ thống điện ở đây ông đều thông thuộc. Ông An cho biết thêm, sau khi chị của vợ ông là nữ thủ quỹ Dương Thị Thủy Bình Hà mất tích, ông được gia đình Hường mời đến nhà sửa đường dây điện cho máy bơm nước nằm phía sân trước. Đoạn dây điện của máy bơm này đã bị cháy xém. Từ khi phát hiện tro cốt trong vườn nhà của Hường, biết Hường đã trích điện bà Hà đến chết rồi đốt xác phi tang, ông mới ngờ rằng đoạn dây điện ông sửa cho gia đình Hường chính là đoạn dây đã giết chết người chị mà bấy lâu ông vẫn nghĩ là thất lạc. Tội ác man dợ của Lê Thị Hường vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục làm rõ. Tuy nhiên, điều khiến không ít người phải giật mình là vì sao một người đàn bà bấy lâu nay được tiếng là hiền lành, vồn vã như Lê Thị Hường lại bỗng chốc biến thành kẻ giết người hàng loạt, lạnh lùng và man dợ.
Tội ác của Hường đã khiến dư luận địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng như dư luận cả nước đều rúng động. Về việc công an tìm thấy và thu được xương cốt trong vườn nhà nghi là của bà Dương Thị Thủy Bình Hà, ông Võ Thanh Mỹ, bí thư đảng ủy xã Kim Long, huyện Châu Đức, chồng của bà Lê Thị Hường giải thích: năm ngoái tôi bị gãy xương ống chân, vợ tôi mua rất nhiều xương cốt cua ghẹ hầm cho tôi ăn. Những ngày giáp Tết, gia đình tôi bị bọn trộm thuốc chết ba con chó. Bọn chúng chỉ lấy được một con, còn hai con tôi mang ra hố rác đốt. Do đó, xương cốt công an thu được chủ yếu là xương chó, lợn và bò. Trong vườn có nhiều tro, không chỉ có ở chỗ công an đào bới, do tôi đốt mấy cây điều bị gãy dùng tro để bón cây. Những ngày cơ quan điều tra làm việc, không ai hỏi tôi câu nào nên tôi không kể. Tôi đã yêu cầu mấy anh công an bên tỉnh phải làm nhanh rồi cải chính cho vợ tôi, đừng để con tôi phải chịu ảnh hưởng. Ông Mỹ cũng khẳng định không có tư thù gì với bà Hà. Còn việc nợ nần, ông chia sẻ vì mấy trăm triệu không việc gì mà giết bà ấy. Giải thích về chiếc điện thoại và chiếc lắc của bà Hà mà vợ mình đã mang đi bán, ông Mỹ nói: khi xảy ra cái vụ điện thoại, tôi trách bà ấy sao dại quá, sao đi nhặt mấy cái đó, lỡ người ta đặt bom ở trong điện thoại thì có phải mình chết không? Ông Mỹ cũng cho biết không để ý đến việc vợ nợ tiền của nhiều người. Nợ nần thì ai cũng nợ nần, hay hỏi bà làm gì, tại bà ấy không nói với tôi, nếu không tôi sẽ tư vấn cho bà ấy, việc gì phải đi chém người ta để phải ở tù. Ngày 17 tháng 1 năm 2017, ông Nguyễn Văn Hiến, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, sáng cùng ngày, cơ quan này đã nhận được quyết định của Tòa án Nhân dân tối cao về việc chuyển hình phạt của bị án Lê Thị Hường, 42 tuổi, trú xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ tử hình xuống còn 20 năm tù. Nữ tử tù thoát án tử là nhờ vào việc áp dụng các điều khoản mới của Bộ Luật Hình sự 2015 và nghị quyết của Quốc hội. Cụ thể, vào năm 2014, Lê Thị Hường lần lượt bị tòa án hai cấp tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người. Tháng 7 năm 2014, Lê Thị Hường có đơn xin ân giảm án tử hình gửi Chủ tịch nước. Trong quá trình chờ thi hành án thì Bộ Luật Hình sự 2015 ban hành và chiếu theo quy định trong bộ luật mới này thì Lê Thị Hường được giảm án. Theo giải thích của Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tại khoản 3, điều 57, Bộ Luật Hình sự năm 2015 có quy định đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm. Đồng thời, tại Nghị định số 144/2016/QH13 ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ Luật Hình sự có quy định về việc thực hiện các quy định có lợi cho người phạm tội. Căn cứ vào quy định trên, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có báo cáo về trường hợp bị án Lê Thị Hường để Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao xem xét. Trước đó, vào tháng 3 năm 2014, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên phạt Hường mức án tử hình vì đã dùng dao dựa chém 17 nhát vào đầu ông Nguyễn Chí Hùng và 3 nhát vào vợ ông Hùng là bà Phan Ngọc Nga, chủ nợ của Hường. Vợ chồng nạn nhân không chết nhưng ông Hùng mang tỷ lệ thương tật gần 80%, còn bà Nga gần 30%. Tiếp đó, tháng 12 năm 2014, Hường tiếp tục bị tuyên phạt 5 năm tù về tội xâm phạm thi thể mồ mả liên quan cái chết của bà Dương Thị Thủy Bình Hà, nguyên thủ quỹ của Ủy ban Nhân dân xã Kim Long, huyện Châu Đức, cũng là chủ nợ của Hường. Đây mới là vụ án gây chấn động, gây bức xúc trong dư luận vì có nhiều uẩn khúc không thể điều tra làm rõ được. Thưa quý vị, vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn cho vay nợ dần. Dù đây không phải là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Và đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.